VN Pharma xuất hiện những yếu tố hình sự liên quan đến người ở Bộ Y tế. Bài viết của tác giả Hồ Quang được đăng trên trang Một Thế Giới. Vụ án VN Pharma xét xử phúc thẩm đã khép lại, chờ tuyên án vào sáng ngày 23 tháng 10 tới. Vụ xử đã ghi nhận nhiều tình tiết sai phạm nghiêm trọng của những người ở Bộ Y tế mà theo đại diện Viện Kiểm sát là bỏ lọt tội. Đây chính là một trong những lý do Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm điều tra trở lại. Liệu có phải giấy phép hoạt động không? Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này đã không ít lần chứng kiến các bị cáo đẩy hành vi phạm tội của mình cho những đối tượng khác không có mặt ở phiên tòa này, cũng như không bị khởi tố xử lý hình sự. Những đối tượng này đã xác nhận cung cấp những giấy tờ bất hợp lý, thậm chí là giấy tờ giả nên các bị cáo không biết, tin tưởng và làm theo. Một trong những đối tượng mà các bị cáo đẩy trách nhiệm nhiều nhất chính là Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. Một trong hai bị cáo cầm đầu của vụ án này là Võ Mạnh Cường, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế HNC, và luật sư của mình đã không ít lần đẩy những sai phạm của mình là do tin vào Cục Quản lý Dược. Bị cáo Cường đã cung cấp cho hội đồng xét xử một giấy phép hoạt động tại Việt Nam của công ty Helix Canada do Cục Quản lý Dược cấp, có thời hạn 5 năm kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2014, trước thời điểm vụ án này khởi tố. Từ đây, bị cáo Cường lập luận rằng không thể nào nói công ty Helix là công ty ma không có thật, mà do Cường và bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma tự xưng. Từ đây, bị cáo Cường lập luận rằng không thể nào nói công ty Helix là công ty ma không có thật, mà do Cường và bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma tự dựng lên như trong cáo trạng đã nêu. Bị cáo Cường đã không ít lần khẳng định mình làm đúng, vì công ty Helix có thật đã được Bộ Y tế thừa nhận. Trước chứng cứ ấy, vị chủ tọa phiên tòa chỉ biết im lặng, không đưa ra bất cứ một đối đáp nào. Từ đây, vấn đề được đặt ra là tại sao cơ quan an ninh điều tra xác định công ty Helix Canada là một công ty ma không có thật nhưng lại được Cục Quản lý Dược cấp phép hoạt động tại Việt Nam và giấy phép này vẫn còn đang có hiệu lực. Tất nhiên, vụ án này được điều tra lại theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao. Thì tài liệu bất thường mà Bộ Y tế cấp này sẽ được tòa án chuyển cho cơ quan an ninh điều tra để làm rõ. Tuy nhiên, lúc này dư luận đang đặt vấn đề là phải chăng Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế cùng câu kết với hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường để thiết lập bộ hồ sơ giả nhằm nhập khẩu lô thuốc trên. Nếu cơ quan an ninh điều tra xác định Cục Quản lý Dược cấp giấy phép hoạt động khống cho công ty ma này thì đây rõ ràng là có yếu tố hình sự, không có tình tiết giảm nhẹ. Cũng tại phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho rằng Cục Quản lý Dược khai báo với cơ quan điều tra là đã phát hiện những bất thường của lô thuốc H-Capital 500mg couplet, rồi yêu cầu công ty VN Pharma giải trình và báo cáo với cơ quan chức năng điều tra là sai sự thật. Theo bị cáo Hùng, thuốc H-Capital 500mg được một số bệnh nhân phản ánh có những bất thường, công ty VN Pharma đã cho thu hồi lại lô thuốc nói trên và báo cho Cục Quản lý Dược, Cục An ninh Chính trị Nội bộ A83 và các cơ quan chức năng khác vào cuộc làm rõ. Nhận định về điều này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Dược sĩ Phạm Khánh Phong Lan, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thường thì trong ngành dược, muốn nghi ngờ chất lượng thuốc đó phải đưa ra ngoài thị trường, vào các bệnh viện, phòng khám và bị phản ánh lên thì Sở Y tế mới báo cho Cục Quản lý Dược, lúc đó mới nghi ngờ chất lượng. Như vậy, việc công ty VN Pharma phát hiện ra lô H-Capital 500mg couplet có bất thường từ các bệnh viện thông báo là điều hợp lý, bà Lan nhận định. Bà Lan cho rằng Cục Quản lý Dược khai báo với cơ quan an ninh điều tra thuốc H-Capital 500mg couplet còn niêm phong chưa đưa ra ngoài thị trường thì bản thân Cục Quản lý Dược không có cơ sở để nghi ngờ chất lượng của thuốc này. Đề nghị VN Pharma giải trình rồi báo với các cơ quan chức năng vào cuộc thẩm định. Như vậy rõ ràng, những sai phạm của Cục Quản lý Dược trong việc thẩm định hồ sơ và cấp phép cho lô thuốc H-Capital 500mg couplet
được cơ quan an ninh điều tra xác định trước đó không phải là người phát hiện, tố giác như trong cáo trạng đã nêu ở phiên sơ thẩm, làm tình tiết giảm nhẹ, không khởi tố trách nhiệm hình sự. Viện kiểm sát đề nghị xử lý theo pháp luật. Ngay như cả bị cáo Phan Cẩm Loan, nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty cổ phần VN Pharma cũng đẩy sai phạm của mình là xuất phát từ Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược. Bị cáo Loan cho rằng không thể nói bị cáo làm phụ lục hợp đồng giả với công ty Austin Hồng Kông hay thanh toán hợp đồng giả để nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc H Capital 500g caplet. Công ty Austin Hồng Kông được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Còn thuốc H Capital 500g caplet được Cục Quản lý cấp giấy phép nhập khẩu. Rõ ràng, trong tình huống này, chẳng khác nào Cục Quản lý Dược đã bật đèn xanh để cho bị cáo Loan làm phụ lục hợp đồng giả với công ty Austin Hồng Kông, cũng như thanh toán hợp đồng giả đó để nhập thuốc H Capital 500g về Việt Nam tiêu thụ. Chính trong phần kháng nghị của mình tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải thốt lên rằng Cục Quản lý Dược có quá nhiều thiếu sót và sai phạm nghiêm trọng trong việc thẩm định cấp phép lô thuốc H Capital 500g để tiếp tay cho những bị cáo trên. Trong đó có hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng như Hội đồng Giám định Bộ Y tế giám định lô thuốc H Capital Caplet có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế khách quan của vụ án. Giấy phép hoạt động tại Việt Nam của công ty Austin Hồng Kông hết hạn, nhưng vẫn ký giấy phép cho công ty này nhập khẩu lô thuốc H Capital 500g caplet, không phát hiện hai tài liệu giả là chứng nhận bán hàng tự do FCS, giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc, cần điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm và các hành vi khác của tổ thẩm định, những người tham gia ở Cục Quản lý Dược, lãnh đạo Cục Quản lý Dược để xử lý theo pháp luật mới thỏa đáng. Vì đại diện viện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Bộ trưởng Tiến từ chức là lối thoát duy nhất để cứu vãn uy tín của ngành y tế. Bài viết của tác giả Trần Thanh Hồng được đăng trên trang Dân Làm Báo. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau nhiều ngày im lặng cuối cùng đã xuất hiện để trả lời về vụ bê bối ngành y đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vụ việc công ty VN Pharma được nhập thuốc điều trị ung thư giả và hàng loạt các loại thuốc kém chất lượng khác. Nói rất nhiều và mơ hồ, nhưng chung quy lại, Bộ trưởng Kim Tiến nói mấy điều. Thứ nhất, vụ VN Pharma là công ty nhỏ, Bộ trưởng không quan tâm nhiều. Thứ hai, căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Thưởng, quận 2, Thành Hồ, Bộ trưởng có từ lâu, không phải của ai cho tặng, không có người thân nằm trong VN Pharma. Thứ ba, có người cố tình phá hoại Bộ Y tế, bôi nhọ thanh danh của Bộ trưởng. Liên quan đến vấn đề này, xin có đôi điều trao đổi cùng Bộ trưởng Tiến. Thứ nhất, nếu Bộ trưởng nói vụ VN Pharma là vụ việc nhỏ, thì Bộ trưởng nên từ chức sớm. Một sự việc với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến sinh mạng hàng triệu con người, mà một người đứng đầu ngành y lại tuyên bố một cách lếu láo, là thái độ quan liêu không sâu sắc của Bộ trưởng đối với lĩnh vực quan trọng nhất của Bộ Y tế là bảo đảm giá thuốc, bảo đảm chất lượng thuốc nhằm phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ lớn mà chính phủ đã giao phó cho Bộ Y tế, nhưng bà Tiến đã không hoàn thành nhiệm vụ thì không chỉ phải đối diện với các cáo buộc pháp lý mà còn phải đối diện với các áp lực chính trị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban các vấn đề xã hội nên tổ chức sớm phiên điều trần để nghe báo cáo của Ủy ban điều tra này và quyết định có đưa bà Tiến ra Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế không trả lời nghi vấn em chồng của bà có phải là phó giám đốc đối ngoại của VN Pharma trong thời gian công ty này thắng thầu nhiều lô thuốc nhất, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên lập một ủy ban điều tra độc lập làm rõ điều đó và tìm thêm những dấu hiệu liệu VN Pharma có phải là sân sau của bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hay không. Thứ hai, việc Bộ trưởng không kinh doanh, không làm thêm nhưng căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 vốn được mệnh danh là khu đất kim cương là một vấn đề nhất thiết phải được minh bạch. Đó là chưa kể đến những bất động sản khác của Bộ trưởng. Nếu nói đây là tài sản minh bạch, thì tại sao không cho tiến hành thanh tra minh bạch? Thứ ba, cuối cùng là Bộ trưởng cho rằng có người phá hoại ngành y tế, bôi nhọ Bộ trưởng. Bộ trưởng không đối thoại nhân dân từ vaccine cho đến thuốc giả.
Thậm chí khi đi công tác ngay tại tỉnh Quảng Trị, nơi cùng thời điểm có 3 trẻ em tử vong vì sai lầm của đội ngũ y tế, Bộ trưởng vẫn không màng đến an ủi. Đến Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cũng phải lên tiếng về thái độ vô cảm này của bà Bộ trưởng. Bộ trưởng chỉ khăng khăng lo cho uy tín của Bộ trưởng. Bộ trưởng lại tung ra thuyết âm mưu có ai đó phá hoại ngành y. Rõ ràng Bộ trưởng đã không lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, chỉ biết vun vén cho bản thân mình. Vụ VN Pharma xuất hiện những yếu tố hình sự liên quan đến người ở Bộ Y tế. Bài viết của tác giả Hồ Quang được đăng trên trang Một Thế Giới. Vụ án VN Pharma xét xử phúc thẩm đã khép lại, chờ tuyên án vào sáng ngày 23 tháng 10 tới. Vụ xử đã ghi nhận nhiều tình tiết sai phạm nghiêm trọng của những người ở Bộ Y tế mà theo đại diện Viện Kiểm sát là bỏ lọt tội. Đây chính là một trong những lý do Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm điều tra trở lại. Liệu có phải giấy phép hoạt động không? Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này đã không ít lần chứng kiến các bị cáo đẩy hành vi phạm tội của mình cho những đối tượng khác không có mặt ở phiên tòa này, cũng như không bị